Chim mệt à? Chim mỏi à? Vậy thì tôi hát tặng chị và các táo một bài hát cho nó đỡ mệt mỏi nhé. Nếu người ta đã nói mình ngông thì chắc chắn mình cũng không sai. Nếu người ta đã nói mình sai thì là sai không đúng đâu mà. Một khi là mình đã đúng rồi thì là mình không sai. Khi đã sai rồi, cái số chỉ chứng minh mình sai. Rồi, thôi, thôi, thôi. Good day, gắn kết. Thì bỏ vốn thì chết. Tăng cường miễn dịch, ăn cơm, tăng chiều cao, Colot Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện từ bên trong.